Xin chào tất cả mọi người, rồi xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì em cũng làm một video xin chia sẻ và hướng dẫn cho tất cả mọi người cũng như là anh em cách mình chuyển đổi ngôn ngữ và cài đặt ngày giờ trên cái màn hình Tableau của chiếc máy đào bánh lốp Hyundai 140 VW-9 đời 2017. Rồi, khi mà mình đã khởi động màn hình lên thì nó hiển thị các ký hiệu như sau. Ở đây ký hiệu là báo nghẹt dầu hoặc sâu dầu, đây là ký hiệu bên ắc quy, còn cái này là hệ thống phanh và cầu số, đây là đồng hồ nhiệt độ nước, đây là đồng hồ dầu nguyên liệu diesel, còn đây là đồng hồ nhiệt độ nhất, đây là vòng tua động cơ, đây là chế độ nguồn mình làm việc, còn đây là chế độ gầu, đây là đích mình bảo dưỡng. Còn cái này là di chuyển số, báo số. Còn cái này là ga tự động. Rồi, đây mình có 6 cái bàn phím, 6 cái nút. Đầu tiên, Power. Nút này là mình tăng giảm chế độ làm việc. Còn cái này là nút Volt, nút thứ hai thay đổi các chế độ làm việc. Nút thứ ba User, nó sẽ chuyển qua cơ. Còn nút Travel đây là nó bên dành cho máy bánh xích, hỗ trợ bên phần di chuyển. Auto tắt mở ga tự động. Còn Exico đây, nút thứ sáu đây nó sẽ là nút trở về. Ở đây mình có cái nút menu là nút đây. Đó, mình muốn chọn chọn menu mình sẽ di chuyển lên xuống gì đó, nó sẽ lựa chọn. Rồi, mình sẽ bấm vô menu. Nó sẽ hiện ra là năm cái ứng dụng. Rồi, ứng dụng đầu tiên nó là cài đặt và thay đổi các chế độ làm việc. Ứng dụng thứ hai, monitoring là nó bên giám sát. Thứ ba, nó là Monic, nó là bên phần bảo dưỡng. Thứ tư, display, nó là cài đặt ngày giờ và thay đổi ngôn ngữ, thay đổi đơn vị này kia. Ứng dụng thứ năm, utility này là bên phần cài đặt bên camera. Rồi, giờ mình sẽ vào ứng dụng thứ tư, display. Ở đây nó có hiện ra hàng màu cam, hai chữ hàng màu trắng. Display LTM, NC Speed. Này là bên đồng hồ của vòng tua động cơ. Còn hàng thứ hai, lock là bên cài đặt ngày giờ. Đó, mình muốn cài đặt thì mình sẽ di chuyển dẫn lên hay là dẫn xuống vậy đó, mình xong là mình sẽ bấm vô nó sẽ chọn đó, tương tự như vậy. Rồi hàng thứ ba, Brightness Mono là bên thủ công, cái này là bên độ sáng màn hình. Auto là tự động đó, cái này là tăng độ sáng hay là giảm độ sáng gì đó bằng thủ công. Còn hàng thứ ba, Unit nó lên phần đơn vị, cái này là bên máy lạnh. Temperature là bên phần máy lạnh, mình để đơn vị là C. Pressure là mình để KGS, GM. Đó là mình để, cái này là bên phần app. Đây, flow, nó là bên phần di chuyển. Rồi, distance, nó là bên km, là bên mình di chuyển tốc độ. Còn dash format, DD mat EE, cái này là bên định vị ngày tháng nha của mình, ngày giờ của mình, phần định vị. Rồi, cái này không quan trọng đâu, tại vì cái này nó đã cài đặt sẵn rồi. Còn language đây là phần của thay đổi ngôn ngữ, ở đây nó không có tiếng Việt, nó chỉ có toàn là các thứ tiếng, như tiếng thông dụng nhất là tiếng Anh, đây tiếng Hàn, đủ thứ tiếng hết, nhưng mà nó lại không có tiếng Việt. Mình sẽ chọn là tiếng English, là tiếng Anh, để cho anh em mình dễ sử dụng hơn. Nếu mà anh em chưa hiểu thì có thể là vào Google hoặc là mình tải một cái app dịch về để mình vào trong này để mình dịch lại sang tiếng Việt. Screen Time nó là bên màn hình. Đó, thí dụ mình đang là D để cái màn hình A, giờ mình sẽ để màn hình B. Chọn vô rồi thoát ra. Đây, nó sẽ hiển thị kiểu khác. Còn mình không muốn nữa thì tiếp tục vào cài đặt. Đó, A nó sẽ trở về như cũ. Rồi đó, còn ở đây có một phần nữa là đây. Thí dụ như anh em nào mà thỉnh thoảng là lỡ nhầm bấm vào cái tiếng nào đó. Đó, mình sẽ vào trong menu. Đó. Mình khi mà lúc nào mình khởi động màn hình lên thì nó sẽ để vị trí vòng tua động cơ, mình sẽ bấm di chuyển lên thành menu. Rồi mình vào cái ứng dụng thứ tư. Còn cái dụ TV đây, mình sẽ thay đổi đây xuống hàng thứ năm, language đây, English, rồi chọn, rồi nó sẽ đổi sang tiếng Việt.
Rồi, thì em sẽ khuyên mọi người những cái hai cái mục này, hai cái ứng dụng này nó hơi phức tạp một chút. Nếu mà anh em chưa hiểu hoặc là chưa biết, nhưng mà mình không nên là bấm vô trong này. Tại vì cái phần này là nó bên phần giám sát đọc lỗi này kia. Này là nó hơi phức tạp một chút. Em sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người sau. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người cũng như là anh em đã xem video của em. Em xin kết thúc video.